Cứ như anh kể thì anh thật giỏi khi một mình chăm sóc bầy trâu sinh con đẻ cái đông đúc thế này. Cô quá khen. Mà nè, lát nữa ông bá hộ có hỏi thì nhớ nói với ông ấy rằng cô là vợ tôi nghe. Sao lại thế? Tại vì có như vậy á thì tôi mới bắt ông ta trả tiền công ở đợi 5 năm cho tôi được, và tôi có thể dựng một căn nhà để cho cô ở tạm. Vậy ra anh không có nhà sao? Vậy từ đó đến giờ anh ở đâu? Tôi ngủ ở hành lang nhà kho của ông bá hộ. Thật tội cho anh. Tôi còn trẻ nên sao cũng được. Tôi cứ nghĩ ông bá hộ sẽ tiết kiệm giúp tôi, vì tính tôi cũng phóng khoáng. Dù vậy chăng nữa thì tôi nghĩ anh cũng xứng đáng nhận được phần của mình. Thằng ngu, đi chăn trâu đến giờ này mới về. Ông tưởng mày định trộm cả đàn trâu của ông á thì biết tài. Dạ, xin lỗi ông. Dạ, con vừa tìm được một cô vợ nên về trễ. Sẵn có nhà quan ở đây, xin ông hãy giữ lời trả tiền công 5 năm cho con đi ạ. Cái gì?